Chuyển sang đầu cầu ở Bắc Quang ạ. Với bệnh nhân nam 58 tuổi viêm tụy mạn và có viêm phổi. Xin mời bác Quang trình bày bệnh nhân ạ. Alo, alo, alo. Em chào quý thầy cô, các thầy cô, các đầu cầu. Em xin báo cáo ca bệnh bệnh nhân Ma Văn B, 58 tuổi, địa chỉ Đức Xuân, Bắc Quang, Hà Giang, vào viện lúc 9 giờ ngày 21 tháng 8. Lý do vào viện là đau bụng thượng vị, đau ngực, khó thở. Bệnh nhân ở nhà đau một tuần, đau bụng thượng vị, buồn nôn, nôn ra thức ăn, kèm theo đau tức ngực trái, đau xiên ra sau lưng. Ở nhà thì chưa xử trí gì, vào viện khai thác thêm thì bệnh nhân có gầy sút cân trong vòng 4 cân trong vòng 4 tháng. Vào viện khám thì đến ngày báo cáo hay ngày 24 là bệnh nhân tỉnh, thể trạng gầy, da niêm mạc sạm, đau còn đau bụng lâm dâm thượng vị, không có phản ứng thành bụng. Khám phổi thì có phổi gian ẩm, gian nổ, nổi rác hai đỉnh, thì rào phế nang giảm, tim thì đều, bụng mềm, không có chướng. Các kết quả cận lâm sàng thì em cũng đã gửi lên ạ. Có bệnh nhân này em có bổ sung làm thêm marker ung thư là có kết quả là CA là 58, CA 199 là 1763 và SIFRA 211 là 6,7. Em đã điều chẩn đoán là cái Vâng, chúng ta lại không nghe được tiếng từ bác Quang ạ. Bác Quang nghe được không ạ? là có Vâng, mời bọn em chẩn em đoán thầy cái giáo sư. viêm tụy Viêm tụy mạn, trên là cái viêm phổi, theo dõi u phổi chưa lại trừ lao phổi. Điều trị thì bọn em điều trị là có oxacillin 3 gram trong một ngày, amikacin là 1 gram trên một ngày chia 2 lần, và thuốc giảm tiết ạ. Hiện tại thì bệnh nhân ổn, đang có nguyện vọng muốn ra viện. Thì em muốn yêu cầu chẩn xin ý kiến các thầy là chẩn đoán và điều trị đã hợp lý chưa? Hướng điều trị tiếp theo bệnh nhân là gì? Em muốn bổ sung thêm là bệnh nhân này có nghĩ đến ung thư đường tiêu hóa hay không? Vâng, cảm ơn bác sĩ Tuấn ạ. Xin mời thầy Lưu ạ. Thầy cho một số ý kiến về và xin hỏi là ở trên Bắc Quang thì chúng ta căn cứ vào những cái dấu hiệu gì hoặc là những cái xét nghiệm gì để chúng ta chẩn đoán là chúng ta chỉ định ngay những cái marker về ung thư đấy. Vì nếu mà các thầy cô làm cái marker về ung thư mà với một cái chẩn đoán như vừa rồi đó là có thể là bị xuất toán bảo hiểm đó. Đó. Dạ thưa thầy, chúng em sau khi vì bệnh nhân vào viện với lý do đau bụng và chẩn đoán ban đầu là viêm tụy amila tăng 200 và bệnh nhân đau vùng thượng vị. Sau khi cân nhắc thì chúng em thấy chụp cho chụp CT. Khi chụp CT ở bụng thì kết luận là kích thước tụy bình thường, chúng em cũng nghĩ nhiều đến khả năng có vấn đề gì đó ở đường mật tụy. Cũng là tư vấn gia đình và cho làm thêm bảo hiểm y tế thưa thầy. Ý nữa cô Chi và các thầy cô sẽ phân tích thêm về những cái yếu tố như vậy để giúp cho bệnh viện Bắc Quang. Xin mời thầy Lưu ạ. Về mà cái mặt hình ảnh thì trên chụp các lớp vi tính của bụng thì cũng cũng xin góp ý thêm là cái kỹ thuật chụp ấy thì bệnh viện mình ấy thường xuyên là chụp mà sau tiêm thuốc cản quang chỉ chụp cái pha động mạch thôi, mà chụp các lớp vi tính của bụng bao giờ chúng ta cũng cố gắng chụp cả hai thì động mạch và thì tĩnh mạch, vì có những cái tổn thương chúng ta chỉ nhìn rõ cái thì động mạch thì tĩnh mạch, ngược lại có những tổn thương thì nhìn rõ trên thì động mạch. Chính vì vậy mà chúng ta bao giờ tiêm cả hai cái thì này đối với ổ bụng. Ở đây chúng ta thường xuyên có mấy ca gửi lên, chúng tôi thấy đều chúng ta đều chụp ở pha động mạch thôi. Nó hơi sớm quá. Tuy nhiên với cái hình ảnh mà chúng ta quan sát ở đây thì bệnh nhân đau bụng tả nó có cái phản ứng ở ổ bụng, ở phúc mạc, phản ứng phúc mạc thì tôi nhìn lên thì thứ nhất là ổ bụng không có dịch và cái ruột thừa thì cũng không có dấu hiệu viêm, ruột thừa cũng khá bình bình thường, không có khí, không có phản ứng thấm nhiễm viêm xung quanh. Và cũng không thấy khí tự do bụng, tức là loại trừ một số cái bệnh cảnh cấp cứu đi. Còn về tụy thì nhu mô tụy thì kích thước thì bình thường. Tất nhiên là trong cái mô tả về bệnh án có cái CA 19 hơn hơn 1.000
Tuy nhiên với cái hình ảnh chụp thì chụp thì động mạch như này thì nhu mô tụy bắt thuốc bình thường và cũng không thấy có khối gì cả, ống tụy cũng không giãn và cũng không có xoáy tụy. Nên về mặt hình ảnh thì tôi cũng chẩn đoán ngành là về mặt hình ảnh nhìn là cái tụy là bình thường, không có dấu hiệu của viêm. Còn về cái cắt lớp vi tính ngực thì đây là một cái hình ảnh bệnh nhân này, trong cái bệnh cảnh này thì cái biểu hiện lâm sàng ấy, nó phù hợp, rất phù hợp bệnh cảnh của một cái bệnh nhân bị COPD, viêm phế quản mạn tính. Chúng ta thấy rằng cái phế quản, tất cả các phế quản hai bên phổi thành rất là dày và có giãn phế nang trung tâm tiểu thùy, thì giãn phế nang toàn bộ tiểu thùy thì rất là rõ, và các cái phế quản lòng rất hẹp thành dày, thế này rất rõ rồi. Ngoài ra thì bệnh nhân này có một cái hình ảnh, đó là cái xẹp phổi thùy, xẹp thùy trên phổi hai bên. Nhưng cái xẹp này là xẹp do tổn thương lao cũ gây sơ co kéo. Vì sao chúng ta chẩn đoán như thế? Vì là các cái phế quản bên trong cái vùng xẹp phổi này thông hoàn toàn bình thường, không có hẹp, không có tắc và có cái giãn phế quản trong đấy. Và trong những cái vùng xẹp phổi của hai thủy phổi, thủy trên phổi hai bên thì chúng ta vẫn có thấy một số cái hình hang. Cái hệ thống tách chạy hơi chậm. Đây, ví dụ cái xẹp phổi bên này có những hang bên trong đây ạ. Và bên này cũng vậy, có những hang cộng với những cái kèm theo cả cái giãn phế quản bên trong nữa. Và màng phổi hai bên thì dày, có các cái vùng, có những cái vùng vôi hóa. Cái này nó là ổ cặn màng phổi, cái tiền sử lao phổi màng phổi hai bên. Nên chúng ta cần phải khai thác thêm. Đấy, cái xẹp phổi. Và có vôi hóa bên trong vùng xẹp phổi, có giãn phế quản và các hang. Đây cái hang này. Đấy, chúng ta thấy có những cái hang, cái giãn phế quản, lòng phế quản không đều. Đây những cái hang này, đây cái hang rất là rõ. Và cái này là trong bệnh cảnh lao cũ, mà trên cái tổn thương này thì không nhìn thấy cái hình chồi cây, cho nên là cái lao cũ là ổn định rồi, chứ không có đợt tiến triển của lao. Hiện tại bây giờ phải chẩn đoán là bệnh cảnh cái viêm phế quản mạn COPD trên cái tổn thương lao phổi cũ gây xẹp thủy trên phổi hai bên và có ổ cặn vôi hóa màng phổi hai bên. Còn về cái ổ bụng thì về mặt hình ảnh nó cũng không chưa lý giải được cái đau bụng mà có cái phản ứng phúc mạc. Vâng. Thầy xem tim có vôi hóa gì không? Mạch vành không? Vì bệnh nhân vào với hiện tượng đau thượng vị và kèm theo đau ngực và khó thở. Vâng. Trên những cái dữ liệu mà bệnh viện Bắc Quang gửi thì tôi đã không thấy có một cái dữ liệu gì về phần tim của bệnh nhân. Vâng. Trên hình ảnh của cái cắt lớp này sơ bộ thì không thấy có vôi hóa của mạch vành đâu ạ. Hai động mạch vành phải và trái cũng không thấy các màng vôi hóa nào đặc biệt. Tuy nhiên nếu mà hẹp mạch vành thì không phải trường hợp nào cũng có vôi hóa, rất nhiều trường hợp xương rất mềm thì cái hẹp cũng không nhìn thấy trên cái này. Khám tài liệu. Vâng. Xin mời cô Chi. Vâng. Cơ về tiêu hóa cô cho ý kiến trước. Em xin có ý kiến một chút. Thực ra là trên cái bệnh nhân này không hiểu là các bạn lý do gì để chẩn đoán viêm tụy mạn. Không, em rất hoàn toàn đồng ý với ý kiến của thầy Lưu. Bệnh nhân này chỉ có mỗi triệu chứng là đau bụng vùng thượng vị đó. Không biết bệnh nhân này có tiền sử uống rượu hoặc nghiện rượu gì không ạ? Em hỏi các bạn là dạ thưa cô, là bệnh tiền sử, bệnh nhân có tiền sử nghiện rượu và bệnh nhân vào với tình amila tăng hơn 200 ạ. Vâng, nếu mà amila tăng hơn 200 thì cũng chưa đủ bằng chứng để chẩn đoán về viêm tụy cấp một hoặc là đợt cấp của viêm tụy mạn, bởi vì amila nó phải tăng gấp 3 lần, tức là phải tăng hơn 300. Cái thứ hai là cái đau bụng này cũng không điển hình của cái viêm tụy cấp, và trên cái chẩn đoán hình ảnh thì không thấy có dấu hiệu của viêm tụy mạn, tức là không có vôi hóa ở tụy, cũng không có giãn ở ống tụy. Thế tuy nhiên thì ở trên bệnh nhân này thì các bạn đã chót làm cái marker ung thư là CA19-9 nó tăng rất là cao. Thế theo tôi thì trước mắt là chắc là sẽ phải chụp lại, xem lại cái phim chụp cắt lớp vi tính ổ bụng mà theo thầy Lưu đã hướng dẫn, phải chụp tất cả đầy đủ tất cả các thì để có thể đánh giá tụy một cách tốt nhất. Chứ còn bệnh nhân này nếu với các dữ liệu các bạn đưa ra thì chưa có dấu hiệu gì để chẩn đoán là viêm tụy mạn cả. Và còn những bệnh lý khác của đường tiêu hóa? Về cái bệnh lý khác của đường tiêu hóa, bệnh nhân này vào viện vì một cái đau bụng thượng vị và trên bệnh nhân nghiện rượu. Nếu chúng ta đã loại trừ cái tổn thương tụy thì nên nội soi, trước mắt là nội soi dạ dày để đánh giá. Không biết các bạn có nội soi được dạ dày không ạ? Dạ thưa cô, là bọn em chưa được soi. Chưa nội soi chứ không phải chưa nội soi được đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng. Như vậy chắc là chúng ta sẽ phải nội soi về cái
tiếp về đường tiêu hóa, dạ dày, đặc biệt là dạ dày. Xin mời ý kiến của thầy Hoàn về cái đau ngực khó thở của bệnh nhân. Vâng, kính chào thầy Thành, thưa các thầy cô, xin chào các bạn đồng nghiệp. Em cũng hoàn toàn đồng ý với những cái phân tích của thầy Lưu về mặt hình ảnh học cắt lớp vi tính lồng ngực. Thực ra chúng ta cũng cần phải khai thác rất kỹ về tiền sử của bệnh nhân này. Với những cái hình ảnh đó thì chúng ta nghĩ nhiều đến cái tổn thương di chứng của lao phổi và màng phổi cũ. Bây giờ tổn thương di chứng sơ hóa giãn phế quản ở đỉnh phổi cả hai bên và màng phổi hai bên có ổ cặn màng phổi bên trái rất là rõ. Thế thì lần này bệnh nhân vào với một cái bệnh cảnh là đau ngực khó thở và đau bụng thượng vị. Thì về những cái phân tích về các cái bệnh lý tiêu hóa thì cô Chi cũng nói, với cái đau ngực khó thở thì chúng ta tiếp cận trên cái bệnh nhân này thì nó có hai cái vấn đề. Một là có thể là một cái đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trên nền lao phổi cũ. Nó xuất hiện các cái đợt cấp thì chúng ta xem là lâm sàng bệnh nhân có các triệu chứng khó thở rồi thở khò khè và khám phổi có các gian rít gian ngáy ở phổi hay không. Vấn đề thứ hai nữa là chúng ta thấy ở bệnh nhân này, tôi thấy các bạn cũng có chú ý ở đây là có cái gầy sút cân 4 cân trong vòng 4 tháng thì cũng không loại trừ có một cái khả năng trên nền cái lao phổi màng phổi cũ thì bây giờ nó có những cái lao tái phát. Thế thì để về mặt chẩn đoán thì mình sẽ cần phải làm thêm các cái xét nghiệm. Nếu mà chúng ta thấy bệnh nhân có ho khạc đờm, chúng ta có thể cho bệnh nhân làm AFB đờm để tìm xem trong cái mẫu đờm có sự hiện diện của vi khuẩn lao hay không. Thì đấy là xem có lao tái phát hay không. Thế còn đối với cả bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta cũng thấy rõ rồi, các cái triệu chứng mà giãn phế nang, ứ khí phế nang rất nhiều ở phổi đấy, thì nếu mà có lâm sàng mà chúng ta thấy các cái triệu chứng co thắt phế quản nhiều thì chúng ta sẽ phải tích cực điều trị các cái thuốc giãn phế quản và kết hợp với cả các cái vật lý trị liệu hô hấp. Nếu chúng ta xác định bệnh nhân có nhiễm trùng hô hấp thì chúng ta có thể dùng thêm kháng sinh. Chúng ta thấy các bạn dùng kháng sinh và các triệu chứng hô hấp của bệnh nhân cải thiện thì có thể là liên quan đến các cái đợt bụi nhiễm của cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì có hai cái vấn đề chú ý như vậy thôi ạ. Em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy Hoàn. Xin mời ý kiến từ bệnh viện Bắc Quang ạ. Các thầy cô còn có câu hỏi gì không ạ? Dạ thưa thầy, em xin có câu hỏi. Với cái tổn thương trên phổi như thế này, chúng em đã khai thác rất là kỹ mà bệnh nhân trong cái thời gian trong bệnh nhân nhớ được thì bệnh nhân không có một cái đợt nào nhập viện vì cái bệnh hô hấp cũng như điều trị lao. Mà khi đây chỉ là tình cờ phát hiện ra như thế thì em cũng thấy rằng có tỷ lệ bao nhiêu phần trăm bệnh nhân mà mắc lao phổi lại có cái triệu chứng nó không rầm rộ như thế này. Thì đây là em cũng thấy hiếm thấy. Cái thứ hai nữa là cái viêm tụy thì chúng em trong kinh nghiệm điều trị những cái ca bệnh viêm tụy nhẹ đến cơ sở còn gặp khá nhiều là khó khăn. Chúng em cũng xin rút kinh nghiệm từ những cái ca này và chúng em xin chân thành tiếp thu những cái ý kiến của các thầy cô và sẽ điều chỉnh lại. Xin cảm ơn các thầy cô ạ. Vâng, theo y văn thì người ta cũng mô tả có những cái trường hợp lao phổi mà các triệu chứng nó thầm lặng mà người bệnh người ta bỏ sót và có khoảng 10% không điều trị gì thì cũng tự khỏi và để lại rất nhiều các di chứng ở phổi. Đấy là các cái giãn phế quản và đối với những trường hợp mà lao màng phổi thì để lại các cái ổ cặn màng phổi. Đấy thì tất nhiên chúng ta cũng phải khai thác thêm những cái tiền sử mà có thể các cái nhiễm trùng hô hấp từ lúc nhỏ nữa. Mà có thể lúc ấy bệnh nhân thì cũng còn nhỏ cho nên không người ta cũng không nắm được cái việc đó. Đấy, thường những cái nhiễm trùng hô hấp mà nặng ở cái lúc trẻ nhỏ ấy, thì thường hay để lại các cái di chứng mà nó tồn tại rất là lâu dài. Đấy, xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy Hoàn. Tôi thì không phải chuyên ngành của tôi về nội khoa, tôi ngoại khoa, nhưng mà tôi mà cứ nghe thấy đau thượng vị rồi khó thở tức ngực là tôi nghĩ đến nhồi máu cơ tim. Nên không biết là các thầy cô ở dưới đây làm về bi lăng về tim chưa? Và bệnh nhân này có hút thuốc lá. Dạ thưa thầy, là em đã làm bi lăng tim nhịp xoang đều 60 chu kỳ trên phút. Không có ST change và troponin ở 0,03. Vâng, tốt quá. Thế thì chúng ta vẫn cứ làm theo cái hướng trước mắt là chúng ta soi lại dạ dày cho bệnh nhân. Vâng. Cảm ơn các thầy cô ở bệnh viện Bắc Quang. Xin được kết nối với